Đây là National Mall, là ngay chỗ du khách của thủ đô Washington. Ở cái cổng cao thì cao là Washington Monument. Thanh Tâm, để bố coi coi. Còn cái này là cái gì? Viện Bảo tàng Thiên nhiên Quốc gia. Còn cái nhà cao bự bự là Quốc hội. Còn tòa nhà trắng thì gần đây nè, mai gì mới mới tới nhà tòa nhà trắng lắm, bây giờ chưa tới. Ok, còn đây là hai đứa kìa, thằng Minh lúc nào hả cũng hả ngồi hả sợ hết trơn, còn Như Lan là hả đứng hả cười khoái. Còn cái lâu đài này là lâu đài của Smithsonian. Cái này bự lắm, mỗi lần Mỹ mà dân chúng Mỹ mà nó biểu tình về quốc gia là ra cái khu này nó biểu tình nè. Mỗi lần đi ra cả triệu người. Đó. Kìa Thanh Tâm đứng chụp hình kìa.